Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Wario 1-10 nâng cấp để thành siêu phẩm với cái dạng đồ chơi xịn quả cháy. Cái chiếc Wario 1-10 là một trong dòng tay ga đang hot trên thị trường ngày nay. Thế nhưng người chủ của em ấy vẫn chưa thỏa mãn với điều đó. Anh ta chia ra khoản tiền bịch siêu to khổng lồ để nâng cấp lại toàn bộ cái chiếc Wario của mình theo một cách điều chỉnh riêng biệt. Phần đầu khiến người xem muốn té xỉu với cụm thắng Rainbow Blitz. Đây là một phiên bản rất là cao cấp, mang giá trị hơn tầm 10 triệu đồng một tay, rất được nhiều anh em chơi xe ao ước. Bên cạnh là cụm công tắc Domino kết hợp cùng với cụm ga vàng, cùng với thương hiệu đi cùng chiếc co ga đỏ và chiếc ga thái. Tiếp theo, một sản phẩm được quốc dân hiện nay trong giới chơi xe buýt, cái cụm con tiếp tìm theo đến từ Domino để kiểm soát hành trình phanh phía sau của con qua đồ đậu này. Mẫu tay này thiết kế nhỏ gọn nên lắp vào không cần cắt phét như các mẫu tay khác. Trên chân trước là sự kết hợp với đĩa của Racotec đồ chơi đi cùng với chú heo dâu Rainbow Motoba 2 bit đã xứng, mang mức giá tầm là khoảng 30 triệu đồng một con, được bắt vào cái buộc sơ qua trước thông qua phát heo dầu, vừa được gia công bằng cái liệp nhôm CNC, và không quên nhắc về sợi dầu S được bấm đầu CNC đẹp đến không tưởng. Ở dòng chỉ mình phục Harlin mình dầu liền bằng dưới. Đây là phiên bản số trên mình chiều cao là 330mm, phù hợp với cái tiêu chuẩn của xe. Sản phẩm đời cũ ngoài giá thành rẻ thì lợi thế của nó là không cần cách khoét mũ như phiên bản bình dầu trên. Hai thở vẫn là một cái dòng ống trả 4 rốt đầy quen thuộc, tạo nên cái sự hầm hố cho cái chiếc Wario hơn bao giờ hết. Phải nói kể từ khi các dòng tay ga ưa chuộng hơn thì những dòng bộ này cũng được săn tìm rất nhiều. Đây là cận cảnh về cái bản đồ hôm nay. MX125 phát họa bộ tem cái mặt khắc thủng cực kỳ ngầu. Để làm mới cái con chiến mã MX105 của mình, một tay chơi Vũng Tàu đã chia ra khoảng là kha khá để tạo điểm nhấn chiếc xe bằng phong cách sơn Airbus, phát họa hình ảnh chút cái mặt khắc thủng đầy ấn tượng. Cận cảnh hơn dàn áo được sơn Airbus mà mình đang nói ở tới đây, người thợ đã tận dụng phần bình xăng to lớn nhất của cái chú lùn này để phát họa cụ thể hơn của cái chú cái mập đang nhào tới ăn mồi trong cực kỳ ngầu và khác biệt. Phần bi đông được thiết kế thể thao hơn bởi cái thanh dằn bi đông CNC. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện vô cùng những sự quen thuộc, chẳng hạn như Tacon CNC cạc vào bờ, nhìn rất ngầu và rất hợp với cái phần bao tải Spider dành cho tất cả dòng xe máy từ phần có lớn đến phần có nhỏ. Xanh trước được thiết kế thì đến từ Bis với thiết kế phun LED vàng cho ánh sáng được tốt hơn về đêm. Chiếc dầu heo chu kỳ được bấm ngắt dầu CNC để uống theo thiết ốc dầu của con heo thành đồ của Bis cơ xứng, làm đẹp mà không bị uống dày dẫn đến tình trạng xì dầu đang sử dụng cũng cực kỳ nguy hiểm. Để cố định con heo vào phục với hành trình ngược nguyên bản thì người thợ phải CNC một phát heo riêng biệt để ráp dễ dàng hơn. Xung quanh được tạo màu bằng ốc đi nằm được điện phân lên cái màu titan rất ấn tượng. Để làm cái sự chịu chơi với người ngồi sau, người chủ đã ốp luôn cái ốp carbon fiber luôn cả cái phần phát bồn cho khả năng chịu nhiệt cũng tốt hơn. Ngoại hình đẹp giảm đi cái phần nào cái hơi nóng tỏ ra từ bồ cho người ngồi sau. Cái điểm nhấn ở cái dàn chân sau chính là cái khe phục Harlin bình dầu rời dành riêng cho cái chiếc MX sử dụng. Có cái phần nấm chỉnh được nằm trên chào nên hơi khó khăn trong người dùng khi xe mất liên lạc một cái độ hầm hối nhất định. Cái dàn chân sau được người chủ trang bị cho mình cái heo dầu là Pando 2 bit xứng để tạo ra một cặp cân xứng với heo trước. Phát sau cũng được làm phát xoay ngược đầy ấn tượng cả mắt. Phong trào che heo quay ngược xuất xứ đến từ cái dòng động cơ lớn và đang rất được ưa chuộng trên rất nhiều cái dòng xe nhỏ vận chuyển ngày nay. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.